phải hòa hiệp không? Trời ơi, cho hung miếng, cho anh hung miếng coi. Vậy 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 ăn có tôi tốn tiền không? Không luôn, em là không tốn tiền luôn, khuyến mãi luôn. Trời ơi, em nghe nói là bánh canh chỉ có 10.000 thôi. Đó, hôm nay là em cùng với chương trình nghệ sĩ Du Ký tới đây khám phá cái tô bánh canh 10.000 của anh. Anh có thể cho em một tô bánh canh 10.000 của anh được không? Được luôn. Không mua chứ không có chỗ. Cho luôn, anh cho luôn. Không, nay mua đàng hoàng. Em còn ở chỗ cũ không? Ở chỗ cũ. Hèn gì anh kiếm chỗ mới không có. Thôi đợi đây anh nha. Đợi anh đi, anh muốn. Trời đất ơi, ông chủ có duyên quá. Anh chủ rất có duyên nha. Thú vị đó, thú vị đó. Chúng ta sẽ cùng với Hiệp chờ đợi xem là cái tô bánh canh 10.000 như thế nào. Quán này buổi trưa sẽ rất là đông, sẽ không còn chỗ ngồi luôn. Đợi chút xíu. Đây, anh mời Hòa Hiệp. Wow. Đó. Đặc biệt là bữa nay Hòa Hiệp tới là anh có chương trình khuyến mãi luôn. Có chương trình khuyến mãi luôn. Ờ. Khuyến mãi gì anh? Ăn bánh canh bao no, ớt, nước mắm với chanh bao no. Ăn cái này sao no được là phải là bao cay, hiểu không? Cay luôn hả? Còn cái này là bao chua không? Hay là bao ngọt? Cái này bao vỏ. Chanh này vỏ không à, không có nước đâu. Trời ơi, cái gì mà tô bánh canh Quỳnh Thắng Lệ quý vị nè. Trong đây ha, là em thấy là sẽ có da heo nè, có miếng thịt nè, đó, có miếng huyết nữa. Rồi bán vậy có 10.000 sao lời anh? Rồi em nghĩ có lời không? Em nghĩ là không rồi đó. Lỗ sạc máu sao? Trời ơi, anh thấy có thạc máu đâu. Vậy mà người ta đồn anh cất nhà đó chứ 3, 4 tấm luôn, 5, 6 tấm luôn đó. Anh giấu đâu vậy? Hả, à, giấu đâu? Người ta đoán sai rồi. Anh lên đây anh bán mấy bánh canh là sập nhà luôn á. Chứ có cái nhà nào mà 4, 5 tấm. Sập luôn 4, 5 tấm to anh á. Cái bánh canh mình lâu chưa anh? 4 năm rồi. Nhưng mà cái cơ duyên nào anh đến với món bánh canh này? Cơ duyên hả? Anh cũng suy nghĩ hồi đó anh cũng đi làm, nói chung cũng lên đây làm lực lượng thanh niên xung phong rồi nè. Dạ. Anh ở dưới quê hả? Ờ, anh ở dưới Mỹ Tho luôn. Em thấy là như là có hủ tiếu Mỹ Tho rất là nổi tiếng. Có. Tại sao anh không bán món đó? Trời, bán đây? Món này còn muốn xỉu đây. Anh nghiên cứu một năm trời luôn đó. Một năm trời luôn hả? Ở gia đình không ai cho anh làm á. Thầy anh thấy ở trên đây không có, cái gì cũng có hết á. Đúng rồi. Ờ, nhưng mà cái này là đặc biệt không có. Với lại mà bán 10.000 cũng có ai bán đâu. Mình bán là ai cũng ăn được, tất cả mọi người. Nhất là anh thấy ở đây dân lao động rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề kinh tế với 10.000 hiện nay thì em nghĩ là anh đi chợ rồi nọ làm sao mà đủ để mà trang trải. Người ta có hoàn cảnh đó, nó ổn định đó, người ta lợi, người ta ăn cũng tô 35.000 là 40.000 vậy đó, là mình bù đắp qua lợi gì được. 10.000 là vô phương rồi đó. 10.000 thì em cứ nhiều suy nghĩ, 10.000 là có cái được lợi cái gì trong đó rồi. Em nghĩ không những ăn một tô mà em nếu thì em 10 tô. 10 tô luôn hả? Đây cũng có mấy đứa thử thách qua đây à, 3 tô là xong rồi. Chứ đâu phải như vòng vòng bán 10.000 có 1 miếng đâu. Nếu như mà 10.000 thì em nghĩ cái chắc một tô nhỏ nhỏ thôi chứ không có nghĩ một tô bự vậy đâu. Ăn chắc không hết đâu. Đúng rồi. Nước là ngon rồi không? Ngon anh. Cái này anh làm một mình hay là có ai phụ với anh không? Vợ anh. Vợ anh. Con anh. Con anh. Có mấy đứa con? Nhiều lắm. À, trời ơi, 4 5 đứa lận. Để dữ vậy hả? Là bốn đứa nó phụ anh hết. Phụ hết. Cái nồi nước lèo này anh nấu từ lúc mấy giờ? 6 giờ. 6 giờ là dậy nấu rồi đó. Bữa nào khách nhiều á thì đóng cửa sớm. À. Còn bữa nào mưa á thì bữa đó muốn đóng cửa giờ nào đó. Người ta nói hoài sao mày bán vậy mà lợi cái gì? Con thích làm việc tốt là được rồi. Rồi vậy là ngày nay là em là nhân viên mới của anh nha. Dạ. Em. Rồi. Dạ rồi. Nhân viên, rồi dọn tô tiểu nhị. Dạ. Hôm nay Hòa Hiệp sẽ làm nhân viên với tiền thù lao là một tô bánh canh. Thú vị không? Thú vị không? Bây giờ thì khuyến mãi đựng tô nữa đó. Thêm tô nữa ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng dọn tô bàn số 5 với bàn số 4 vậy. Trời đất ơi. Chưa gì hết là có được sai rồi nha. Đó, dọn luôn nha. Rồi gán đi phụ giỏi nha anh, chúc anh được thêm tô bánh canh nữa. Đó, nãy dọn cũng êm chứ bộ. Đó, dọn cũng được. Rồi nếu mà dọn làm vậy là thế nào cũng chiều cũng được tô bánh canh nữa thôi. Chết rồi, tôi thấy nguyên một thau chén tự vào bá lửa. Chắc thế nào đó tôi cũng bị là đi để rửa chén. À mà có rửa chén nữa đó. Có rửa chén nữa đó. Hiệp em lấy nghe nè. Nè nè chị chỉ nè. Muỗng đũa bỏ đây, muỗng hết chén. Đó, nhân viên mới nha. Trời rồi, ơi. Chén bỏ ở đây luôn. Chén bỏ đây hả? Chén bỏ đây. Bỏ vậy là một hồi là nó cao lên gì nè, phải bỏ đúng chồng của nó. Nè, bỏ đúng chồng của nó. Thấy chưa? Cái gì nó cũng có chiêu của nó. Rồi bây giờ mình khám phá. Không phải để lau tay, lau cái bàn. Lau cái bàn á, lau bàn. Em bị đi quá. Em ra em lau bàn đi. Trời ơi, em định vô khám phá chưa gì hết mà bị đi rồi nè. Bị bắt lau bàn rồi nè.
Bây giờ mình sẽ vừa làm vừa khám phá. Trời đất ơi, cái gì vậy? Ủa sao nãy tô của em không có sườn, tô em không có mực, tô em cũng không có tôm. Trời ơi, có giò nữa nè. Không có, tại vì em nãy em phải nói là cho anh cho em tô đầy đủ hay gì, em kêu tô 10.000. Tô 10.000 mà đầy đủ chắc vô chùa quá. À vậy là nãy là tô đó 10.000. Còn nếu mà tô đầy đủ là ăn theo order của khách. Đúng rồi, ai muốn kêu có gì? Giò thì sẽ có giò. Giò là 15.000. Muốn mực sẽ có mực. Muốn có tôm thì sẽ có tôm. Muốn ăn gì có nấy. Bưng này cho anh này giùm nè. Trời đó, cô biết vậy hả? Trời, bưng này nè. Bưng hai tô này cho cái anh bạn số 2 này giùm. Không phải cái tô đó, tô này nè. Cái tô này chút. Tô này nè. Em rồi, đây luôn à. Đây là tô 10.000. Một mình anh đó. Một mình anh hai tô hả? Ừ, đúng rồi, của anh đó đó. Hết hồn. Hết hồn tưởng. Đây nè, anh giới thiệu là anh Vương quất lần hai tô. Người sanh không sanh ra ta nhưng mà có công nuôi dưỡng ta, cơm ta ăn, vợ ta nấu, quần áo ta giặt, vợ ta mặc, ta coi vợ ta như là người yêu của ta đi. Vậy là bà chủ. Bà chủ đó. Hèn bà chủ đó. Đó của bà chủ mới sai quá, chỉ có bà chủ mới sai quá. Chuyện như vậy thôi. Sai còn sai, sai trên đây còn hơn nữa. Thương vợ sống lâu, yeah. Để vợ là bớt u sầu. Còn để vợ trên đầu là không còn cọng tóc. Thì bây giờ thấy tay biết rồi đó. Anh cậu trọc luôn. Cậu luôn hết. Anh cậu trọc luôn vậy hả? Biết để đâu rồi đó. Nhưng mà bây giờ em hiểu tại sao sự thành công của anh là luôn luôn có chị bên cạnh. Đúng rồi. Là bây giờ là chị là đứng chính đây luôn hả chị? Không, chị đứng đây khi có mấy đứa nhỏ, mấy đứa con chị nữa. Bé này là gái lớn của chị nè. Đây là gái lớn 22 tuổi. Ở đây là chàng trai thứ ba. Còn đây kia là chị Tư. Còn anh hồi nãy là Út. Em bưng giùm chị ha, chị chỉ cho. Có gì qua tính tiền giùm chị luôn ha. Trời ơi, tính lộn sao? Không sao, em cứ tính. Chị nói là em dễ nhớ lắm. Ăn cái tô này không là 10.000. 10.000. Không là 10.000. 10.000. Cái này là 20.000. 20.000. 20.000. 20.000. Cái này là 15.000. 15.000. Đầy đủ hết là 35.000. 35.000. Ăn cái này á, với lại cái này là 25.000. Hơi bị rối não. À, ăn một cách đơn giản được không? Sao mà ăn đâu mà rối ren quá vậy? Dễ tính lắm. Tô đầy đủ là 35. Tô đầy đủ là 35.000. Rồi hồi một tô không để hành mà bỏ ngò, mà không để tiêu mà bỏ tỏi. Cái tô của em vậy rồi hồi thấy cái cảnh. Trời ơi sao cái gì mà nó phì phức quá vậy? Đầy đủ, không bỏ xương mà bỏ thịt mà bỏ không bỏ giò mà bỏ tôm. Lấy mực mà không để nạc. Vô kêu vậy đó. Cho em một tô, cho em nhục tô nhiều tép mỡ nữa. Trời ơi, có 10.000 mà nè ha. Anh ơi, cho đôi đũa, cho em miếng mỡ, cho thêm xin miếng hành mà. Không phải nó kêu một lượt, nó kêu ba lần luôn. Ba được. Đang nói cái gì hơi quá không ta? Chứ làm cái gì mà khó khăn dữ vậy? Để chờ chút xíu đi, khách đông đông vô xem coi đúng như lời của ông chủ nói không à? Rồi vậy ở đây coi ấy nha. Mà mình anh chết chấp hết, anh đi ngủ. Bây giờ hả gì đi ngủ anh, em về em đi khám phá. Bây giờ chúng ta tranh thủ này giờ đang vắng khách. Nhà của tỷ phú không đâu. Đây là một nồi nước lèo thanh tráng lệ. Đó. Đây cái bếp của anh hả? Cái bếp này là của anh để ké thôi. Nè, từ cái nhà của tỷ phú là vô tới chỗ này. Đây, từ mí danh này vô tới đây. Ủa còn ở ngoài? Ngoài của người ta. Hả? Trời đất ơi. Chỗ để xe. Hết bất ngờ này, bất ngờ nào vậy? Nhà tỷ phú từ đâu? Chỗ này là chỗ để xe, còn của nhà tỷ phú từ đây tới đây. Trời ơi, nhà tỷ phú từ đây đến đây chắc là đặt bên trong rộng dữ lắm. Rộng lắm, thôi đừng nha, ngạc nhiên nha, coi chừng nha. Được rồi. Rộng không? Quá trời rộng luôn anh. Đây là nhà tỷ phú không đồng đây á. Ừ. Thiệt á. Ở đây sao ở hết được anh? Ăn nhiều chứ ở nhiều. Làm xong rồi cái vô chảy ra ngủ rồi chứ có ở gì đâu. Là ngủ tới đây. Trời ơi là trời. Đó. Vậy thì cho vô cho thấy chứ để mất công là đồn là nhà anh 5-6 tấm. Có luôn. Có một tấm. Một tấm nè. Trời tôi thấy thương Vương quá trời. Không có chiếc chiếu luôn hả trời. Trời ơi ông anh của tôi là biết tỷ phú rồi phải không? Chứ em mà đứng đây chút xíu nữa cho em khóc. Giờ chưa có đông, còn đúng đỉnh được. Để chút xíu đến giờ câu điểm coi. Chắc là giác giò lên trái. Hai em ngồi đi hai em. Hồi đi anh sẽ order nha. Hai em ăn gì? Em bánh canh thịt. Bánh canh thịt đúng không? Hai tô. Rồi cảm ơn, đợi chút xíu nha. Rồi hai tô bánh canh thịt. Phụ tôi nghe. Nè tôi không biết chuyện gì chỉ tôi nghe. Nha Quỳnh. Rồi xin mời hai em. Chú hai em ngon miệng nha. Thở khẩu trang ra anh. Đeo khẩu trang quá. Thì sao anh? Rồi hai cô chú ăn gì nè. Nói đi nay con phục vụ nha.
nhớ gửi tiền tiếp cho con nha. Hai cô chú ăn gì? Bánh canh thường ha. Rồi cho hai tô hay một tô? Hai tô, có bốn tô đi người hai tô. Hai ăn hai tô thôi. Rồi hai tô bánh canh thường. Rồi con gửi cho cô chú. Này, con ngồi nói chuyện với cô chú tí được không? Dạ, hình như là cô chú là mối của bánh canh này hả? Là ngày nào cũng ăn hết? Không nghe. Không nghe hả? Không. Cô chú cảm giác như thế nào về cái bánh canh này? Ăn thì nó ngon mà thậm chí chắc ghiền luôn á. Ghiền luôn? Chắc này đã bỏ cái gì trong đó phải không? Bỏ gì mê. Mê. Cũng đâu à? Cũng 2-3 năm rồi đó. Cái gì ăn 2-3 năm dữ vậy? Đúng rồi, nó bán rồi là bao nhiêu là ăn bấy nhiêu đó. Vậy là 4 năm rồi đó. Cô chú ăn thấy như thế nào? Ngon. Nhưng mà nhiều chỗ cũng bán ngon mà. Không bán ngon nhưng không bằng. Không bằng hả cô? Thì nó bán rẻ, cũng vừa rẻ mà vừa có một phục vụ đẹp. Có được những vị khách như cô chú thì quá tuyệt vời. Con mới vừa phục vụ chút xíu thôi, con cũng hơi chóng mặt rồi. Thôi cô chú cho ngon miệng nha. Dạ, chút xíu con lại nói chuyện cô chú nha. Con cảm ơn cô chú. Anh ăn gì anh? Bánh canh móng giò. Rồi anh ngồi đây. Rồi một tô bánh canh móng giò. Này là một bàn số 7 đúng không? Một bàn số 7 á. Thì dọn cái ly giùm tôi kìa. Ly kìa. Ừ. Em múc gì có khi nào bị phỏng không? Có. Này cái này, này nè. Đây đúng không? Cầm cái bịch này nè. Cầm bịch nào. Đây đúng không? Hay sao nữa? Ở đây hả? Được chưa? Được vậy đó. Đổ là đổ vậy á. Đổ. Được chưa? Như vậy nè, được chưa? Nè, hiệp cầm được vậy chưa? Nè. Đứng bán luôn hả? Nè. Cầm vậy nè cho dễ múc, thấy không? Này đứng bán luôn hả? Cầm thử coi. Trời ơi, được không nha? Trong thời gian chưa có khách vô hiểu không? Đó, là mình bán luôn này một miếng huyết thôi đúng không? Ok. Trời giỏi ta biết luôn. Tiểu nhị, vô hỏi khách kìa. Mấy đứa ăn gì vậy? Em tàu xương xong giò. Tôi xương không hành bao nhiêu tấm mỡ. À, em có thể ăn một cái gì đơn giản hơn chứ đúng không? Em là tôi xương, không hành nhiều tấm mỡ. Rồi, em có đầy đủ không giò. Tôi đầy đủ không giò là sao ông nội, không hành là ông nội. Rồi gì nữa? Đây tôi đầy đủ không giò, không hành đúng không? Đúng rồi. Xong không bánh canh luôn đi. Rồi gì? Nước tươi nó không hành. Hả? Không hành. Đầy đủ không hành. Em đầy đủ nhiều hành. Đó, rồi nhớ không? Chơi chung với nhau mà sao có người ăn hành, có người không ăn hành vậy? Rồi nhớ chưa? Nhớ chưa? Đầy đủ có hành. Còn này đầy đủ không hành. Còn ông nội này là đầy đủ không hành mà không có xương. Không giò. Không có xương hay không giò? Không giò. Không có giò. Rồi. Đầy đủ. Vô cho cuốn tập đi. Tô xương. Một tô xương. Không hành. Không hành. Không nhiều tỏi. Nhiều tấp mỡ. Trời ơi. Chị ơi giờ cho một tô rồi hồi một tô không để hành mà bỏ ngò mà không để tiêu mà bỏ tỏi. Cái tô của kêu em vậy đó, rồi tô hồi anh, thấy cái cảnh tô em trời ơi sao cái gì mà nó phi phức quá vậy. Đầy đủ không bỏ xương mà bỏ thịt mà bỏ không bỏ giò mà bỏ tôm lấy mực mà không để nạc. Trời ơi có 10.000 mà nè ha anh ơi, cho đôi đũa cho em miếng mỡ cho thêm xin miếng hành. Đang nói cái gì hơi quá không ta, chứ làm cái gì mà khó khăn dữ vậy. Là chỉ cần rồi quên luôn rồi, quên luôn rồi chị. Quên luôn rồi một tô sao thấy hay không nói anh đây nè mà. Nói đây nè, có đầy đủ hành, một tô đầy đủ không có hành, rồi một tô đầy đủ mà không có giò không có cẳng gì đó mà không có hành luôn. Trời rồi tiêu rồi tiêu rồi hết biết rồi. Một tô xương gì đó mà có tỏi tép mỡ nhiều, tép mỡ nhiều mà không có hành. Tô này nhiêu vậy? Có người phục vụ à. Tô này nhiêu? Nhiêu? 35. Trời 35.000 sao nãy giờ không cho tôi ăn cái tô này ông nội. Trời ơi 10.000 mới bưng có 2-3 tô mà bắt tôi hành tôi từ nãy giờ. Trời đất ơi đây nè, tô quá trời ngon mà không chịu. Nghĩ sao cho cái tô 10.000 mà bắt hành người ta. Cho em một tô đầy đủ không xương. Đầy đủ. Thôi bạn xương. Bè không lấy để ăn như gì không xương cho thì chứ xương. Rồi ok. Em ơi cho 3 tô đầy đủ, chỉ có một tô là không xương thôi. Thật sự là tôi mới chút xíu thấy là phun phun bàn xíu mà thấy hại não rồi đó. Có nhiều chàng trai giống như mấy chàng trai này phức tạp quá, ăn không hành, không xương nhiều, tép mỡ. Cái này của ai? Chú số 6. À, chú này của số 6 này không? Chú đơn giản đơn sơ một mạc nè, chú ngon miệng. Đơn sơ một mạc dễ phục vụ. Đầy đủ bình thường. Rồi cái này đầy đủ bình thường là của ai nè? Là của em đúng không? Thấy chưa? Thấy không? Thấy người ta này dễ chịu, người ta có đầy đủ ta ăn liền thấy không? Còn mấy người kia đòi hỏi quá. Chờ. Rồi đầy đủ không hành đâu? Đầy đủ không hành là ai? Đó thấy chưa, cái người nào đòi hỏi ít nhất là đó không hành đó được không? Không giò không hành. Không giò không hành là của ai? Rồi đến chàng trai này, rồi. Cứ ngon ngon ngon. Ủa hỏi bên đây chưa? Em ăn cái gì vậy?
Tô 15 là cái gì? Em ăn cái gì vậy? Đây biết đúng không? Lấy một tô 15. 2, 4, 6, 8, 80 nha. Rồi con đợi đường ta đi. Cảm ơn tụi em nha. Tô 15 đi đúng không? Rồi số 7 đâu? Đây số 7 đúng không? Đây của số 7 đúng không? Của em là thịt sườn đúng không? Đổ cái bánh canh vô, như né xích qua bên con. Mật sơn. Để tôi trải nghiệm được cái sức lao động của những người phụ. Chua lắm chứ bụng. Chứ đâu có đường dễ đâu. Không có dễ ăn đâu. Ừ, đó, đủ thứ chuyện để làm đó. Rồi được chưa ta? Chắc được rồi Quýnh. Chết ra vậy hả? Chúng ta thôi. Chúng ta đi mất thôi được không? Chúng ta bá đi. Ngon ha, không nhận ngon ha. Hấp dẫn chứ bụng. Thường bữa bánh canh này ngon, hôm nay có quà thì phải càng ngon hơn. 3 tô đầy đủ 35.000 tô á. 1 tô sườn 10.000 với lại 1 tô bánh thêm 5.000 á. Tính đi. Vậy là 40.000. 40.000 với ba dàn trai kia mỗi người 35. Rồi móc xỉa. Tôi thì bắt tôi tính. Uống nước khoáng không? Nè, dạ, dạ, dạ. Một chai đủ lạnh nè. Đây là 35 là 70 nè, 70 đây là 105. 105 với bà 40 nữa là nhiêu? 105, 145. 145. Ủa sao nãy nói ba tôi lên? 35 là 70 nè, 70 105 với 15. Ủa gì sao nói là thêm 120. Đâu cái này là người ta. Tô sườn 10.000 với lại một tô nạc, một tô bánh thêm 5.000 nữa. Có đồ bánh thêm không? Nó 5.000 luôn đó, thấy chưa? 35 là nhiêu? 105 với 15.000 là nhiêu? 120. Là 120.000. Định bộ vô túi 10.000 mà không được nè. Khó quá. Rồi mọi người ơi, hôm nay thật sự là Hiệp rất là vui khi mà đến đây trải nghiệm cùng một ngày tại đứng đây, ngồi xuống đừng phải tính tiền, đi vô đây chàng trai, đi vô đây ngồi xuống. Hôm nay thật sự là Hiệp rất là vui được đến đây trải nghiệm với gia đình của anh Phương với một cái xe bánh canh chỉ có 10.000 đồng thôi. Dạ rất là tuyệt vời. Và thật sự là khi mà Hòa Hiệp vô khám phá gia đình cũng như là cuộc sống anh Phương thì Hòa Hiệp thấy là sự thành công của người đàn ông này là có luôn luôn có một người phụ nữ bên cạnh. Và người phụ nữ ấy luôn luôn hy sinh cho công việc của anh Phương. Và em thấy hình như là anh không có thời gian để dành cho chị đúng không? Hôm nay trước mặt mọi người ở đây anh có thể dành một chút xíu thời gian dành cho chị một cái gọi là một cái cử chỉ thân thiết nhất. Bây giờ anh quỳ gói năn nỉ được không? Cũng được luôn. Đó, cô đồng ý, cô vỗ tay cô. Cái tính anh thiệt tình lắm chứ anh không có thích mà tặng bông, tặng hoa, tặng gì hết á. Đúng rồi, bây giờ em gọi anh thực tế. Đúng rồi, anh có gì anh tặng nấy. Anh cảm ơn bà xã đã đồng hành với anh sau cuộc xóa hết cái thời gian mà khổ. Cũng cảm ơn bà xã. Yeah. Hai vợ chồng mình là chỉ có là nhìn nhường nhịn nhau sống. Đó. Quan hỷ nhau sống rồi vậy thôi. Quá tuyệt vời. Cứ quan hỷ, cứ ai nói gì là mình cứ nhịn đi. Quá tuyệt vời. Cảm ơn bà con rất là nhiều và hy vọng rằng bà con sẽ luôn luôn ủng hộ quán bánh canh 10 đồng để cho anh Phương và 10 đồng phá sản luôn à? 10.000 đồng đó thôi. 10 quan tiền. Ôi, sau một buổi làm bồi bàn rồi múc bánh canh và được ông chủ thưởng cho một tô bánh canh gọi là đặc biệt so với tô bánh canh 10.000 với là tô bánh canh đủ thứ này, thật sự là nó cũng giống nhau chứ không có khác nhau nhiều. Đặc biệt là trong những lúc đông khách như thế này thật sự là dễ quạo lắm. Nếu như mà mình không bình tĩnh, mình rất là dễ quạo và mình sẽ không nhớ gì và mình có thể làm sai khi mà khách yêu cầu, đúng không? Rồi có khi nào mình đông quá là mình không phục vụ sẽ rồi mình làm sai khách bỏ đi hoặc là khách phàn nàn giùm anh. Anh ra đây thì anh giải quyết được hết, ra tới 40-50 người, 30-40 bịch cũng anh giải quyết được hết. Chị với mấy đứa nhỏ thì nói chung cũng không có mà được cái sắp xếp lanh lợi, ai tới trước anh vẫn biết, ai tới trước ai tới sau anh làm từ A tới Z hết. Anh chỉ cần nghe tiếng xe là anh biết người nào rồi. Hay vậy. Vô mà kêu cái khó lắm, không nhớ nổi đâu. Đúng rồi, 30-40 người vô mà cõi cái bàn này ba người một chục bàn là hết nhiêu rồi, là lớp đứng đi mua về nữa. Em biết khi mà anh làm một công việc sẽ giúp đời, giúp người, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn,
căn phòng trọ của anh á, thứ nhất là nó chật hẹp, mà trong đó là đến 6 thành viên, thì anh có bị buồn không á? Ai cũng có cái ước nguyện hết, nhưng mà người ta nói có mình làm cái gì nó có phước rồi từ từ nó tới mình, chứ mình đừng có trông mong hai ngày nào hai giờ nào mà, nhưng mà với hiện tại này khi mà anh nằm, anh có bao giờ suy nghĩ là thấy giờ mấy đứa con mình cũng đã lớn rồi, vợ mình nó cũng tức bực cả ngày rất là nóng, chịu không nổi liền, chịu không nổi liền. Mình tốt là mình ngủ nó cũng vậy à, chứ giờ mình tính cũng đâu được đâu, ăn khổ cực hay gì. Mấy đứa nhỏ ăn bánh canh cũng đỡ tốn tiền, thích ăn bánh canh thì nó ăn bánh canh, còn nó thích ăn bánh mì thì nó mua bánh mì nó ăn vậy đó. Còn thằng nhóc á thì nó bánh canh nó ăn hoài như anh vậy đó. Nó chứ giờ trong nhà không có miếng cơm nữa hết. Nó có ai đâu ở không mà nấu cơm mà làm gì. Anh giờ anh còn vẫn còn đói bụng nè, chưa ăn được gì đó đó. Sáng ăn có gói mì rồi tới giờ đó, bà con lại ủng hộ quá nhiều. Anh bán xỉu lên xỉu xuống luôn đó, thiệt đông lắm. Trời ơi đừng nói, thấy bữa nay anh thấy vậy là rất là bình thường. 6-7 người luôn, có 2-3 người chị bảo phụ luôn, mà cũng không kịp nữa. Anh cũng mơ ước anh cũng được cất cái nhà dưới quê á, biết sao cho mẹ con đó. Hỏi cha sao không có giường vách gì mà để chống lỏng vậy, mình về mình thăm ông nội, mình ở nhà ông nội đỡ đi, chừng nào có tiền rồi làm chứ gì đâu, thì mình từ từ mình để dành tiền đi, mới mốt tụi con lớn rồi con làm, con phụ cha với mẹ nữa, giờ chưa có đi làm gì thì từ từ đi. Ồ chứ anh không nghĩ là anh sẽ cố gắng gây dựng sao có một căn nhà riêng cho bản thân anh, tại chứ mình đã ở trọ hoài đâu có được, rồi sức khỏe của mình cũng cho phép nữa. Không, anh thì anh bán, anh tính kiếm một mớ vốn đặng anh về anh cất nhà xong là anh ở dưới anh lo cho cha mẹ anh, chứ anh đâu có ở đây đâu. Cũng như anh mơ ước anh bán bánh canh, mơ ước thì hiện thực đó. Mà kiếm căn nhà mướn hoài không được thì cũng có duyên đó, từ từ mình có, nói chung mình có lòng thành là mình được hết hả. Mình đừng có làm cái gì mà nó trái với lương tâm mình, là cái gì cũng đều làm được hết á. Dạ cảm ơn Phương rất là nhiều. Anh cảm ơn Hiệp, rồi giờ sử dụng đi đó. Thưởng thức chứ. Thưởng thức đi. Rồi Hiệp thưởng thức đi nha, anh đi phụ bà xã anh. Dạ. Rồi. Cảm ơn Phương. Rồi.